Những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay: Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3 người đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ, đề nghị công an xác minh thông tin nhà báo, phóng viên bảo kê xe quá tải, nhiều người vẫn khốn khổ vì tiếng ồn. Bình Thuận, đồng bào Kho Grackline đón Tết đầu lúa. Đẹp nao lòng mùa cao su thay lá ở Bình Phước. Xin kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Và mở đầu chương trình trưa nay là những thông tin về tình hình chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thông tin từ phóng viên báo Người Lao Động, Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an cho biết đơn vị này đã ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phát hiện 3 ca nhiễm, Bệnh viện 30 tháng 4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố về các trường hợp trên. Theo đó, ngày 15 tháng 1, Bệnh viện 30 tháng 4 nhận được một số mẫu đề nghị xét nghiệm real-time PCR. 3 người này có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi nên đến khám tại một phòng mạch tư, được lấy mẫu xét nghiệm phết họng, sau đó gửi đến Bệnh viện 30 tháng 4 làm xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm bằng quy trình Thoát-Phát Tomorphism Scientific tại đây phát hiện gen S bất thường, trong khi PCR các gen mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Chính điều này đã gây sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện. Đến ngày 16 tháng 1, các mẫu xét nghiệm được gửi tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện giải trình tự gen xác định biến thể của virus SARS-CoV-2. Chiều 18 tháng 1, kết quả của 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã bằng phần mềm chuyên dụng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cả 3 bộ gen này thuộc biến thể Omicron. Nhờ sự cảnh giác của các kỹ thuật viên tại Bệnh viện 30 tháng 4, đây được xem là 3 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện tại cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp này cũng đã được báo cáo tới Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 30 ca nhiễm biến thể Omicron đều là người nhập cảnh và được cách ly theo đúng quy định. Trong đó, một trường hợp nhập cảnh từ Mỹ có triệu chứng nặng do bệnh nhân lớn tuổi, 82 tuổi, nhiều bệnh nền. Hiện bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cũng theo thông tin từ truyền hình Cà Mau, theo Bộ Công Thương, mặc dù mở cửa cho các lô hàng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành 2 Lào Cai, nhưng với chiến lược Zero Covid, thị trường Trung Quốc tiếp tục kiểm tra khắc gao virus SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì các lô hàng xuất khẩu. Để xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc không bị gián đoạn vì các rủi ro liên quan đến dịch COVID-19, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân và doanh nghiệp xuất khẩu cần giữ cho hàng hóa bao bì không bị nhiễm virus. Nếu phía Trung Quốc lại phát hiện axit nucleic trên bao bì hay hàng hóa, thì họ có thể sẽ lại đóng cửa với trái cây Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Long Xuyên, An Giang đã và đang thích ứng linh hoạt, an toàn với trạng thái bình thường mới. Phố phường đông đúc, nhộn nhịp, hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, nhất là thời điểm trước thềm năm mới 2022 và sức sống của thành phố đô thị loại 1 đã dần hồi phục như trước đây. Tuy nhiên thì cùng với niềm vui đó, nhiều hộ kinh doanh mua bán, một bộ phận người dân khá thờ ơ, tỏ ra chủ quan và không tuân thủ nghiêm các khuyến cáo 5K về dịch bệnh COVID-19, thông tin từ truyền hình An Giang. Nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn đông đúc bất kể ngày hay đêm. Người dân vẫn vô tư thoải mái tập trung ăn uống, trò chuyện, không quan tâm đến việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Và tất nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thực khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng chỉ quan tâm đến việc mua bán mà quên luôn việc nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Mặc cho các cấp các ngành chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Sau một thời gian dài chúng ta thực hiện các cái biện pháp giãn cách xã hội thì hiện giờ đã chuyển sang cái trạng thái thích ứng linh hoạt và an toàn với COVID-19. Vậy thì các cái cơ sở sản xuất kinh doanh đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại và mọi sinh hoạt của người dân thì cũng cơ bản bình thường. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh thích ứng này thì đã xuất hiện cái tâm lý lơ là chủ quan đối với hậu quả mà dịch bệnh gây ra, kể cả từ phía chủ cơ sở cho đến người dân, trong đó có một số cán bộ công chức viên chức. Theo Công an thành phố Long Xuyên, tính từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến nay, Tổ kiểm tra liên ngành thành phố phối hợp cùng Ban chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các địa phương tổ chức trên 600 lượt kiểm tra, qua đó phát hiện trên 300 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, nhắc nhở gần 200 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp với tổng số tiền trên 37 triệu đồng.
Tuy kết quả xử lý có giảm so với trước đây, nhưng chỉ hơn một tháng, các lực lượng chức năng vẫn phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm từ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho đến người dân. Đã cho thấy rằng, người dân không còn lo sợ và quan tâm đến chuyện bảo vệ mình như trước đây, mặc cho dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và xuất hiện biến chủng mới, đe dọa sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng thành quả phòng chống dịch của địa phương. Để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm phòng chống dịch này, thì công an thành phố đã tham mưu cho ủy ban thành phố và tiếp tục chỉ đạo các cái ngành liên quan và ủy ban các cái phường xã tăng cường công tác tuyên truyền một cách phù hợp nhất để người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ và tự phòng. Vì đây được xem là cái liều vaccine hiệu quả nhất trong chống dịch, đi đôi với vấn đề kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ liên ngành thành phố. Thứ hai, thì công an thành phố sẽ chỉ đạo công an các cái phường xã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người và tham mưu ủy ban cung cấp để phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong công tác kiểm soát phòng chống dịch ở cơ sở. Cái thứ ba là công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan của thành phố tăng cường kiểm tra đối với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, phải đảm bảo thực hiện các cái phương án và điều kiện phòng chống dịch an toàn theo phương châm là an toàn mới sản xuất và sản xuất thì phải đảm bảo an toàn. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân lại ý nghĩ rằng ai nấy đều đã được tiêm từ 2 đến 3 mũi vaccine. Nếu có nhiễm bệnh thì cũng chỉ có những triệu chứng nhẹ như cảm thông thường. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng không chỉ bản thân mà gia đình chúng ta vẫn còn có ông, bà, cha mẹ có bệnh nền, con cháu còn nhỏ chưa tiêm vaccine, nếu nhiễm bệnh sẽ rất nguy hiểm. Mặt khác, di chứng do COVID-19 để lại rất nặng nề. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, chung tay cùng các cấp, các ngành, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, để mọi người, mọi nhà hưởng một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Anh Đào 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, thông tin từ truyền hình An Giang. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm cùng nhiều tang vật có liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy các khách nam có nhu cầu mua dâm sẽ trao đổi với quản lý của nhà nghỉ, sau đó quản lý sẽ liên hệ với các nữ bán dâm bên ngoài đến phòng của những khách nam có nhu cầu. Hiện vụ việc đang được lực lượng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Quý vị, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cho biết, đơn vị đã có công văn gửi Công an tỉnh Nghệ An về việc đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, thông tin từ báo Người Lao động. Trước đó, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021, có ý kiến phản ánh hiện tượng nhà báo, phóng viên lợi dụng chức danh nghề nghiệp để can thiệp gửi xe ô tô quá khổ quá tải ăn tiền bảo kê. Thông tin trên theo Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp và uy tín của những người làm báo chân chính. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tại buổi họp báo nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức danh nghề nghiệp nhà báo để trục lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra xác minh thông tin trên, đồng thời có văn bản thông báo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An để Sở Thông tin và Truyền thông có phương án xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, trong thời gian qua, trên một số tuyến đường ở địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra và phát hiện một hộ dân trong khu vực biên giới tàng trữ số lượng lớn xe mô tô đã qua sử dụng và không rõ nguồn gốc, thông tin từ truyền hình An Giang. Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an huyện An Phú và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Nguyễn Văn Đừng, sinh năm 1967, trú tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện trong nhà có 21 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng, hai cục máy xe cùng nhiều phụ tùng xe mô tô đã được tháo rời. Kiểm tra mở rộng quanh nhà ông Đừng, lực lượng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 14 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Đừng không chứng minh được nguồn gốc số xe mô tô trên. Làm việc với tổ công tác, ông Đừng khai nhận số xe mô tô trên được ông thu mua từ nhiều nơi, nhiều chủ khác nhau để bán lại kiếm lợi. Hiện vụ việc được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện An Phú tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Ban Quản lý chợ và đô thị kết hợp với Công an thị trấn Cái Nước, Cà Mau kiểm tra và sắp xếp, xử lý vi phạm trật tự mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị trấn Cái Nước, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu bà con tiểu thương di dời hàng hóa trả lại lòng đường vỉa hè và giải tỏa mái che lấn chiếm nhằm đảm bảo đường thông hè thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi chợ mua sắm hàng hóa Tết dễ dàng và tạo vẻ mỹ quan chợ trung tâm thị trấn Cái Nước. Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản 7 trường hợp cố tình không chấp hành và tạm giữ 5 biển hiệu quảng cáo vi phạm. Xin được chuyển sang phần tin về đời sống văn hóa xã hội. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký thông báo về việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán và lễ Quốc khánh trong năm 2022, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ thứ Hai ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022 nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 từ thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày thứ Sáu ngày 2 tháng 9 năm 2022. Đối với người lao động không thuộc đối tượng vừa nêu, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 như sau. Đối với nghỉ Tết Nguyên đán, lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch. Đối với nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2022 và lựa chọn 1 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 2 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, sau loạt bài ô nhiễm tiếng ồn đăng trên báo Người Lao Động số ra ngày 8 và 9 tháng 1, nhiều bạn đọc lại tiếp tục kêu cứu về chuyện này, thông tin từ báo Người Lao Động. Nhiều bạn đọc lại tiếp tục kêu cứu về chuyện này khi đã vào những ngày cuối năm. Phản hồi với bài viết, bạn đọc tên Trinh cho biết bị tiếng ồn tra tấn đủ 2 ngày cuối tuần, đôi khi thêm vài ngày trong tuần, đinh tai nhức óc không chịu nổi. Chị chia sẻ, nhà tôi sát vách khu chế xuất Tân Thuận, chịu đủ loại âm thanh hỗn tạp từ tiếng loa rao của xe hàng rong, xe tải chạy bốc còi inh ỏi đến quán nhậu, karaoke ầm ĩ chĩa thẳng loa sang khu dân cư. Chúng tôi quá lao đao khốn khổ với tiếng ồn, nhiều người đã bị stress, phát bệnh tim mạch, rất mong sự trợ giúp từ chính quyền. Theo bạn đọc An Phạm, chợ truyền thống là môi trường ồn ào số 1. Loa điện tử phát tiếng rao hàng lặp đi lặp lại từ sáng đến chiều. Quầy hàng này cạnh tranh quầy hàng kia bằng cách mở loa công suất lớn. Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng hãy một lần ghé qua khu phố Bùi Viện, quận Nhất để chứng kiến các quán bar mở nhạc đến tận 3-4 giờ sáng. Tại công viên Gia Định, phường 9, quận Phú Nhuận, loa điện tử bắt răng bơ 15.000 đồng một gói ra rã suốt ngày. Đoạn đường Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp có các quán bia club ngoài trời mở nhạc sàn hết công suất. Khu vực vòng xoay Lê Đại Hành đến tận hơn 23 giờ vẫn ca nhạc ồn ào. Đường Tân Thế Nhất, quận 12 có điểm tập gym mở loa ầm ĩ từ 5 giờ 30 phút đến chiều tối. Nhiều năm nay không ai xử lý. Không ít bạn đọc bức xúc khi sống trong khu dân cư mà có gia đình hát karaoke bằng loa thùng. Cách xa hơn 600 mét vẫn nghe ồn. Có trường hợp xung quanh nhà, hôm nay gia đình này hát, hôm sau thì gia đình kia hát. Có hôm cả mấy nhà cùng hát, từ trưa đến tận 23 giờ. Ghi nhận những ngày cuối năm tại khu chợ điện máy nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, chợ Nhật Tảo, quận 10 cho thấy lượng người đổ về tìm mua loa kẹo kéo ngày càng tăng. Chị Lê Thị Thảo, chủ một cửa hàng kinh doanh loa điện tử trong chợ Nhật Tảo cho biết, cuối năm là thời gian thiết bị âm thanh này bán chạy nhất. Theo chị, những chiếc loa được ưa chuộng ở cửa hàng có công suất từ 300 đến 400W, khi mở hết công suất có thể vang đến 500m. Khách hàng chủ yếu mua về để vui Tết. Năm nay nhiều người không về quê nên hàng bán chạy hơn. Giá trung bình từ vài trăm đến gần chục triệu đồng một loa. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn.
Thưa quý vị, khi đã vào những ngày cuối năm do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người, việc hưởng thụ tinh thần của nhân dân trong những ngày xuân về Tết đến đã có phần hạn chế hơn mọi năm. Thế nhưng việc chuẩn bị Tết ở mỗi gia đình vẫn nhộn nhịp từ việc trang hoàng nhà cửa, làm đẹp đường làng ngõ xóm, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Về huyện Phú Tân những ngày này, nhiều tuyến đường nông thôn khoe sắc rực rỡ từ những hàng rào hoa kiểng, hàng rào cây xanh. Từng hộ gia đình đã tự giác dọn dẹp, vệ sinh, phát quang cỏ dại để tạo môi trường sạch sẽ, thoáng mát, làm cho làng quê trở nên sạch đẹp hơn để đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thì nói chung thì cũng làm tỉa hàng rào cây xanh rồi trồng hoa kiểng rồi trang trí lại nhà cửa cho nó xanh đẹp. Tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp là việc làm thường xuyên trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị mà huyện Phú Tân phát động trong dân thực hiện thời gian qua. Vì thế, khi hưởng ứng đợt phát động tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để mừng đảng, mừng xuân Nhâm Dần, nhiều bà con dựa trên nền tảng sẵn có, chỉ cắt tỉa, thu gom rác để làm đẹp thêm đường làng, ngõ xóm. Là làm cái môi trường xanh, sạch và đẹp. Nói chung là bà con hết sức là đồng tình, ủng hộ. Năm qua, do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên bà con gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Sau thời gian thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đến nay đời sống bà con đã dần trở lại cuộc sống bình thường mới. Việc chuẩn bị đón Tết cũng phần nào chu đáo hơn. Thì nói chung thì chắc năm nay thì cái tình hình mà đông đúc rồi thì tập trung nhiều thì chắc cũng giảm, nhưng mà điều cũng cái tình hình ăn Tết thì cũng như mỗi năm thôi. Đón Tết nhưng không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Ý thức được vấn đề đó, người dân huyện Phú Tân đều giữ tâm thế vui xuân trong điều kiện an toàn, lành mạnh để khởi đầu cho một năm mới thuận lợi, thành công. Thưa quý vị, những ngày này, khắp các thôn xóm ở các huyện xã miền núi ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận rộn ràng phấn khởi trong niềm vui của mùa lúa mới. Mùa Tết đầu lúa, đây là ngày lễ quan trọng mang nhiều nét văn hóa độc đáo, sinh động của cộng đồng người Rắc Lai, Cờ Ho đang sinh sống trên địa bàn huyện. Thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Tết đầu lúa hay còn gọi là Tết Nhô Prê Hê, lễ ăn lúa mới. Với người Rắc Lai, Cờ Ho ở huyện Bắc Bình, lúa được xem là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất. Mỗi năm khi có những cơn mưa đầu mùa, đồng bào lại mang lúa giống lên các triền đồi để gieo trồng. Sau 6 tháng, đồng bào thu hoạch lúa, chủ yếu bằng cách tuốt tay, đưa vào gùi và mang về nhà. Với ý nghĩa thể hiện sự biết ơn và niềm tin đối với cây lúa mẹ trên rẫy, cầu mong cho cây lúa không bị sâu rầy, đơm bông, trổ hạt, đem lại ấm no cho mọi người. Tết đầu lúa thường được bắt đầu bằng các nghi thức cúng dân, cúng hạt lúa mới của các già làng trưởng bản. Tiếp đó, các gia đình đều tổ chức cúng lúa mới và quay quần sau mùa vụ. Năm cũ qua, năm mới đến, chúc trong gia đình mình để làm ăn như thế nào. Rồi chúc trong việc con cái mình để như thế nào, sức khỏe, dư dào. Tùy hoàn cảnh gia đình mà mâm cúng lớn hay nhỏ, tuy nhiên, chế rượu còn là không thể thiếu trong dịp này. Một năm làm lụng vất vả, đây là dịp họ thảnh thơi ngồi lại chung vui với nhau. Năm nay, Tết đầu lúa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại 4 xã vùng cao huyện Bắc Bình diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1, nhằm ngày 15 đến 17 tháng Chạp âm lịch. Thay vì tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng cao với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, trước diễn biến của dịch COVID-19, chính quyền địa phương vận động đồng bào đón Tết đầu lúa tại gia đình, hạn chế tập trung đông người, giảm việc tổ chức tiệc thiết đãi mời khách tới nhà. Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, vừa là đảm bảo mình thực hiện cái phong tục tập quán của mình Tết đầu lúa, mà vừa là đảm bảo trong cái việc phòng chống dịch này. Trên cơ sở thì là tạo một cái không khí vui xuân để bà con phấn khởi trong cái việc phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói, Tết đầu lúa là một trong những lễ nghi đặc sắc của người Cờ Ho và Rắc Lây còn lưu giữ đến ngày nay và còn tương đối đậm nét so với các loại lễ nghi khác. Được hòa mình vào không khí những ngày Tết đầu lúa mới hiểu được giá trị của một loại hình văn hóa tồn tại lâu đời và niềm đam mê, phấn khởi, hạnh phúc của cộng đồng người Cờ Ho, Rắc Lây. Đó cũng là sắc thái văn hóa riêng biệt
độc đáo, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và nghệ thuật dân gian đa sắc, muôn màu, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa các dân tộc ở Bình Thuận nói chung và huyện Bắc Bình nói riêng. Thưa quý vị, vào những ngày này, những cánh rừng cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang đồng loạt thay lá, những hàng cây thẳng tắp bạc ngàn, những chiếc lá thì nhau thay đổi sắc màu, màu vàng rực rỡ trải rộng khắp các không gian, chẳng khác nào là khu rừng trong các câu chuyện cổ tích. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để du khách có thể tận mắt trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của rừng cao su thay lá khi đến với Bình Phước. Theo ghi nhận từ truyền hình Bình Phước, từ đầu tháng 12 âm lịch, một số rừng cao su trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu rụng lá. Một nét đặc trưng là lá cao su không ngã sắc vàng hàng loạt mà chuyển màu từ từ. Tầng tầng lớp lớp lá vàng, lá đỏ, xen kẽ lá xanh, tạo nên bức tranh rực rỡ những gam màu tươi sáng. Rồi đến một thời điểm, cả khu rừng cao su đột nhiên bừng sắc vàng đỏ. Dù là nhẹ thôi, cũng đủ làm những chiếc lá vàng rơi cành, chao lượng như đang bươm bướm rập rờn, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm lá dày. Đi giữa khung cảnh nên thơ như thế này, người ta dễ dàng cảm nhận được sự yên bình, dịu ngọt đang chậm rãi, lan tỏa. Theo mình thấy thì mùa cao su rụng lá ở Bình Phước rất là đẹp. Nó giống như là cái cảnh tượng ở nước ngoài, có những cái cây tha lá vàng á, rụng xuống nhìn rất là đẹp, chụp hình đẹp. Cao su rụng lá nó giống như cái cảnh mà lá phong ở Hàn Quốc rụng á, nó rất là đẹp luôn, thích hợp cho các bạn trẻ tới đây chụp hình, quay phim. Mình cảm thấy nó giống như một cái hình ảnh rất đặc trưng của tỉnh Bình Phước. Phải chiêm ngưỡng rừng cao su thay lá vào buổi sáng sớm khi những tia nắng ban mai vừa chiếu qua kẽ lá, hoặc vào lúc hoàng hôn khi cả khu rừng đắm mình trong mảng màu rực rỡ của lá và nắng mới thấy hết được vẻ đẹp đến nao lòng của bức tranh mùa cao su rụng lá. Trong và ngoài tỉnh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thơ mộng này. Họ không quản ngại xa xôi tới Bình Phước, tìm đến những đoạn đường cao su đổ lá đẹp nhất để chụp ảnh, quay video, lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở thời điểm cuối năm. Theo mình thấy thì cảnh mùa cao su rụng lá ở Bình Phước rất là đẹp. Thì đây cũng là mùa gần cuối năm, gần Tết rồi, thì cũng có nhiều bạn trẻ giống như tụi mình vậy, tranh thủ cái thời gian khoảnh khắc này để đi chụp hình, lưu lại những cái khoảnh khắc cuối năm làm kỷ niệm ấy, với hy vọng là sang năm mới có một có nhiều cái thứ mới hơn và có nhiều điều sự tốt đẹp. Cao su là một trong những cây trồng chủ lực của Bình Phước. Vì thế, hầu như đến bất kỳ địa phương nào trong tỉnh vào những ngày này, du khách cũng có thể chụp được những tấm ảnh ấn tượng về rừng cao su rụng lá. Một số tuyến đường cao su đẹp thường được các bạn trẻ lựa chọn check-in như đường vào đập Suối Chai, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, nông trường cao su Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tuyến đường từ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú đi thị xã Bình Long. Mình đến Bình Phước và sinh sống và làm việc cũng đã được 17 năm rồi. Và mỗi năm như vậy thì mình cảm thấy là tới cái mùa lá rụng này là mình rất là phấn khởi. Thứ nhất là ở đây nó là một cái cảnh quan của Bình Phước, nó cũng như là một cái đặc điểm riêng của nó. Nên là hàng năm là cứ tới mùa này là mình cùng bạn bè hay là cùng những cái nhóm là hay tụ tập để chụp hình, để ghi lại những cái kỷ niệm đẹp mà ở Bình Phước, cũng như là để gửi về các nơi trước đây mình sinh sống để biết rằng là cái Bình Phước mình cũng có những cái kỳ quan đẹp như vậy. Điều quan trọng không kém là trong quá trình chụp ảnh, du khách cần chú ý đến việc đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường cao su rợp bóng, không xả rác bừa bãi và đặc biệt không đốt lá cao su vì dễ gây hỏa hoạn. Thưa quý vị,
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí và truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan cũng như siêu ứng dụng NetLove. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.